Đi đâu đây? Hả? Chị đi học chưa về con? Chị đi học chưa về? Ờ, chị đi học rồi. Thôi đi ra đây đi, chừng nào chị về đi. Vô. Chơi cái xe này màu gì đây chơi? Oxy đúng rồi. Nè, lên đổ xăng miệng không cho đi. No, Mai. No. No, Mai. No. No, Mai. Thôi đổ xăng rồi đi. Ngon quá, ngon búa hả? Ngon búa. Chơi xe này màu gì chơi? Xin lỗi cô chú là hôm qua là không có video của Chay. Mẹ Chay mấy ngày nay bận quá trời bận luôn cô chú ơi. Thật sự rất là khó khi mà về Việt Nam phải phải gọi là cái gì, duy trì hai cái kênh song song. Rồi lên đổ xăng đi ông ngoại, chở đây. Khoái đi xe ông đa ông nội ơi, đi ngang qua điện máy xanh á là nó chỉ điện máy xanh qua qua qua. Rồi. Mới ra cô hàng xóm khen nó bữa nay giỏi tiếng Việt quá. Phải không? Nay là tiếng Việt thôi rồi. Nó là bên đây là điện máy xanh qua. Để chơi chay đổ xăng. No, Mai. No. Chị nói Mai. Rồi đổ xăng cái đi. Tay bình xăng luôn đi. Rồi đi đi ngoài. Bye bye chay. Có Quyên không có cho đi. Từ từ ba chạy từ chạy tới bến đó rồi đợi dừng tiếp nữa. Quyên không có giỏi. Không có cho đi. Rồi đổ xăng thêm miếng nữa chạy tới đó. Xin đi. Hết xăng rồi hả? Hết xăng rồi. Wow. Đổ xăng nữa. Rồi. Anh hai không đổ xăng. No, Mai. No, Mai. Về hơi đi được. À, cho em đi. Cho Mai đi. Đó, chay rồi phải đổ xăng xong rồi đi gì đó cô chú. Bắt phố. Cho Bali đi không? Rồi chở đây đi coi em. À, cộng nó nha. Dài quá phải không? Cộng nó dài quá phải không? Từ từ con nhai, từ từ nhai. Rồi chở đi ông thầy hả? Đúng rồi, nhai vậy á, nhai. Nhai. Đúng đổ rồi. Miếng xăng không ngoại? Chơi đổ thêm miếng xăng nữa. Ô, ô, trả cái mũ cho chui. Rồi. Rồi, bye bye ngoại đi. Đi đi. Bye bye. Bye bye. Nó đẩy bà Quy. Mẹ Ngọc có biết lý do tại sao người ta bước xuống xe máy không? Lý do? Tại vì người ta mắc đái. Ở đây nói toàn tiếng Việt đi đái. Ủa? Đái là phải bước xuống, đái là phải đái đứng chứ không ai đái ngồi hay chạy. Để đó đã bận tả rồi mà cũng không. Xuống dưới xì xì. Bà làm. À, bà làm y như bà là người lớn lắm mà sao? Nãy giờ ăn được gì không? Ông ơi. Ông ngoại chứ không phải ông nội, bắt chước bên sân nó kêu ông nội đó. Ông ngoại. Ông ngoại đâu? Ông ngoại đâu ta? Ghê hả? Ghê hả? Có cái mặt ghê kìa. Ủa, có mặt thôi. Nhưng mà chay bỏ tả được rồi. Tại vì chay biết ý thức được đi gái rồi đó. Ghê đâu? Ghê dưới à? Sợ không? Con sợ không? Nó nghe nè chay. Chay. Ghê hả? Mà chay có sưng môi không? Sưng môi không? À chay chỉ cô chú coi. Trên đầu con có con kiến đâu? Ừ, kiến đậu hả? Kiến đậu. Quýnh xuống rồi. Rồi bà xạo này xạo ghê nè. Ôi ôi, hung bà Quy. Đầu hung đầu bà Quy miếng đây. Hung đầu bà Quy miếng. Trời bà ơi. Bị gió lại nữa chứ. Bị giờ. Làm cho bà Quy té hả? Giờ là làm cho bà Quy té à? Để Quy đi. Bà Quy, bá Quy, bá Bi. Ghê đâu? Đúng rồi, đúng rồi đây. Chỉ cho mẹ Ngọc coi sân banh chỗ nào đâu. Sân banh chỗ nào để đẩy ba Quy đi nè. Sân banh đâu con? Đâu sân banh đâu? Ghê đâu? À cục đá. Cục đá. Tối hôm qua qua nhà sáu kêu mở. Ôi con ghê thiệt rồi. Ghê thiệt rồi. Là ủa, chỉ cô chú coi được đó. Trời ơi, đẩy em kiểu này thôi xong rồi chứ. Ủa, ghê đó. Con nói đi, cuốn chiếu. Ghê đó cô chú. Ê, bậy. Dạng không, có bả dạng ghê không, bả lại bả tính đạp con ta. Thôi đừng. Người ta đâu làm gì mình đâu con. Sợ không, mà con sợ không. Rồi bả dạng ghê không, bả lại bả. Phải tính ái cùng chiếu. Ghê đâu? Ghê nữa không? Ghê chưa? Ghê đâu? Thôi ghê.
Ghê ghê đã đi được một đoạn đường rồi con, đây nè ghê ghê nè. Lại ra đây. Ghê ghê đi được một đoạn đường rồi. Đó ghê ghê đó. Ghê quá, con nó đi ghê búa. Nó ghê búa đi con. Hình như nó không bao giờ nó ghê búa nha. Có. Phải không? Chay chay chỉ cho cô chú coi mẹ bị đau chỗ nào. Ừ. Mẹ bị đau đâu? Chỉ mẹ coi, chỉ cô chú coi coi. Chỉ cô chú coi mẹ bị đau. Buồn á. Sáng xuống chỉ đàng hoàng. Ghê ghê hả? Xích vô cho chú đi. Xích vô cho chú đi kìa, lại lên. Xích vô cho chú đi. Hỏi chú có sợ ghê ghê không? Chú con nói đi go Việt. Go Việt. Con nói nè chay. Chay nói nè, chay nói Việt Nam. Đúng rồi. Việt Nam vô địch. Lấy đi hả? Giờ. Nãy giờ nó ăn đâu? Giờ rồi đi qua sân banh bên đây nè. Rồi đi đá banh hả? Hai buổi chiều đi qua bên đó giờ biết chỗ rồi. Mấy này không có quay video clip cho chay được hả chị Ngân hả? Không quay được. Quá bận luôn á. Ba anh cùng một lúc. Về Việt Nam tưởng là nghỉ ngơi hả? Nhưng mà cuối cùng là bận gấp đôi. Nên là rất là ráng cố gắng để có thể đăng video mỗi ngày của chay, nhưng mà tưởng nó là relax chơi Ngọc là thì đó, tưởng hôm nay là cái gì, hôm nay em làm gì có giờ relax đó. Em làm từ sáng tới chiều, mặc dù là ở nhà không đó, cái này là về công việc là gì. Rồi xin chào chào chú. Hello đi con, giờ nó không chơi tiếng Việt nữa, tiếng Anh nó chơi tiếng Việt luôn à. Xin chào. Điện máy xanh sao? Máy xanh qua qua. Điện máy xanh sao? Thôi đừng có đụng cái đó làm chi vậy? Dơ ý e. Điện máy xanh sao? Máy xanh. Chay mà hát được bài đó mấy cô chú điện máy xanh khoái lắm ha. Điện máy xanh. Máy xanh sao? Rồi, đi đàng hoàng. Ủa? Hai đâu? Hai. Đi vô con. Bạn này bằng tuổi chay đó. Bằng tuổi chay đó mà nhỏ con hơn chay nè. Đi nắm tay bạn đi con. Đi con, đi vô. Từ từ. Tuột quần quá không? Kéo lên, đúng rồi. Tuột thì mình kéo thôi chứ đâu có chuyện gì là quan trọng. Cặp đi học của bạn đấy con, đi tiếp tục, đừng lấy chai sữa người ta uống nha, tôi nghi lắm. Đồ chơi đó. Bye. Đi. Cái đó là cái phone á. Alo đi con. Alo. Về không chay? Về không? Đi con. Sữa thấy chưa, tôi biết thế nào cũng kêu sữa mà, đi. Vô nhà mẹ có sữa trong nhà, đi. Đi. Không sao. Đi. Vô đây ông ngoại chở đi xe kìa, đi không? Không, cái cặp đó của bạn, té nha. Đi, thôi mẹ đi nha. Con mình nó đi lang thang thì có được không? Nói gì vậy? Con đi vô. Để vô đi Su. Để em vô đi con. Đúng rồi, để vô. Bị sao hả? À, nó bị đứng rồi phải không? Nặng gì? Nặng rồi. Con nhớ cô ăn cô hành đế ở bên Mỹ rồi đúng. Đúng rồi. Trời. Hồi nãy em đi kiếm con hết Su. Thôi đi vô Su ơi, đi.
con chay đứng đó đi. Trời ơi, lại bứt lá của người ta, thôi cho con cái coi được không? Cái gì, cái đó cái gì? Lá hả? Lá màu gì? Kem á hả? Kìa, chay, chay con chó pi pi kìa chay. Chó pi pi kìa. Đi, đi dí theo chó đi, đi vô con. Ủa, cô đang quay em. Trời ơi, con mang dép vô kìa, mang dép vô kìa. Con mang dép vô kìa. Trời ơi, hay chưa? Đây mày giúp chưa, đây mày giúp, đây mày giúp, đây mày giúp, đây mày giúp. Rồi, xong. Trời ơi, cô Lý dễ sợ không? Trời ơi. Trời ơi, có duyên dễ sợ thì con gái gì mà duyên dùng gì? Gì dữ vậy chay? Không, không, đừng có bắt chước quýnh chó con, chó đâu làm gì đâu. Hư hả? Hư hả? Ừ, chó hư rồi. Bắt chước không à? Đó, đó, đó. Còn đó, còn đó. Anh đi, còn đó. Chó hư đâu, hư đâu? con chào cô chưa? Hết nói tiếng Anh rồi à? Hết nói tiếng Anh rồi. Ghê ghê đâu, ghê ghê đâu? Ghê ghê đâu, kiếm ghê ghê mẹ coi. Trời, có bả nè, tụ quần miết luôn. Ghê ghê làm sao? Điền mái xanh. Mái xanh sao? Vô giống. Ê trời. Ai ai giết ghê ghê rồi. Bye bye chị Su đi, bye bye chị Su. Ừ, ai giết ghê ghê rồi. Con chó hả? Chắc ai chạy xe Honda đi ngang qua cán ghê ghê rồi. Con bao quy miếng chết trời gì ba liên bao quy tán con bằng tay à. Chóng mặt cho nó luôn con cô chú. Cái chân á hả? Ừ, chó có mấy chân chay à? Chó có mấy chân? Thôi đừng có dí con chó té. Rồi chật dép thấy chưa, ngồi xuống mang vô. Đúng đó, ơi hay quá. Tụt quần tiếp.